Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình giới thiệu đến với các bạn đó là món bánh cuốn nóng. Nguyên liệu hôm nay mình có đó là bánh tráng hiệu Bapeche các bạn. Cái này thì nó sẽ không quá mặn mà cái bánh của nó sẽ rất là dai và ngon. Có thịt xay, có mộc nhĩ, có hành lá, rau thơm ăn kèm. Và nếu như bánh cuốn mà ăn kèm với chè rất là ngon các bạn nhé. Và bây giờ các bạn hãy theo dõi mình làm và thưởng thức cùng mình nhé các bạn nhé. Đầu tiên là mình sẽ xào nhân, xào chung nhân với nhau các bạn. Khi mình xào nhân chín sơ qua rồi thì mình quay trong microwave khoảng 2 phút đến 3 phút. Mình sẽ nhúng bánh tráng vào nước ấm các bạn ạ. Trong khoảng 5 đến 10 giây thì mình có thể đưa ra và cho nhân. Cho nhân vào các bạn. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu đưa vào để quay ở nó với sóng các bạn nhé. Các bạn để chế độ 2 phút hoặc 3 phút tùy theo lượng bánh các bạn nhé. Đây là thành phẩm mà mình đã làm xong các bạn ạ. Và bây giờ xin mời các bạn ăn cùng mình nhé. Xin mời các bạn ăn cùng mình nhé. Món bánh cuốn làm từ bánh tráng nhúng nước các bạn. Món này thì ăn rất là dân dã, mà mình nghĩ là rất nhiều người thích ăn cái món này các bạn. Món này mà mình ăn với chả thì sẽ rất là hợp, hoặc là mình có thể thay thế bằng giò các bạn nhé. Rau thơm này rất là hợp ăn với bánh cuốn. Nhìn khá là ngon. Cái món này thì mình làm khoảng 15 phút chuẩn bị nguyên vật liệu. Và quay microwave thì mình sẽ quay trong khoảng 3 đến 4 phút. Thì để hoàn thành một cái suất ăn như thế này thì mất khoảng 20 phút các bạn. Cũng thời gian tương đối là nhanh đúng không? Và nếu như bữa sáng các bạn cũng có thể chuẩn bị sẵn nguyên liệu từ hôm trước. Và sáng hôm sau mình có thể thực hiện trong khoảng 20 phút và chúng ta đã có một đĩa bánh cuốn ăn buổi sáng rất là ngon. Nếu như các bạn không thích ăn có nhân thịt và mộc nhĩ thì các bạn có thể ăn bánh cuốn riêng. Cũng rất là nhiều người thích ăn theo kiểu ăn không cần nhân. Mình chuyên dùng cái bánh tráng hiệu của Bapeche thì nó sẽ rất là dẻo mà nó nhạt, nó không hề mặn.
và nó rất là thích hợp cho việc làm bánh bánh cuốn như này các bạn nhé. Cái thời gian này thì mình quay kênh YouTube của mình thì sẽ không có tiếng Anh, và mình đang dự tính là tuần tới mình sẽ làm thêm về sub tiếng Anh, nên là các bạn sẽ được theo dõi cả bằng tiếng Việt và tiếng Anh rất là dễ, vì là thời gian đầu tiên mình quay nó cũng chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, cho nên là mong các bạn sẽ cho mình thêm những cái đóng góp để mình có thể hoàn thiện kênh của mình hơn các bạn nhé. Mình rất thích ăn cái rau thơm này. Kênh của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Và mong các bạn sẽ đăng ký kênh, like, share và ủng hộ cho mình nhé các bạn nhé. Và chúc các bạn một ngày vui vẻ nhé.